Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng nay Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tổ chức hoạt động về nguồn tại đền thờ Vua Hùng ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Tham dự về nguồn có bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và hơn 90 đại biểu nữ. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các vua hùng đã có công dựng nước. Sau lễ viếng, các đại biểu đã tham quan đền thờ, các hiện vật được trưng bày tại đền thờ vua hùng với hai chuyên đề chính gồm văn hóa Đông Sơn và thời đại Hùng Vương và đồng bằng sông Cửu Long hướng về đất tổ. Cũng trong sáng nay, đoàn đã đến viếng tượng đài và thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọt ở xã Phú Lộc, huyện Tam Bình và tham gia các hoạt động giao lưu, tạo sự kết nối giữa các thế hệ cán bộ hội phụ nữ. Thông qua hoạt động về nguồn nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần quật khởi, sẵn sàng hy sinh vì độc lập thống nhất tổ quốc cho các cán bộ nữ, cán bộ hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời động viên tinh thần cán bộ nữ, cán bộ hội tiếp tục phấn đấu rèn luyện và cống hiến cho các phong trào hội trong thời gian tới.